Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Ông Trump nói bà Harris từ chối tranh luận trên Fox News. Tăng tốc cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ. Quân đội Israel tìm thấy thi thể của 6 con tin ở miền Nam Gaza. Tổng thống Ai Cập và Ngoại trưởng Mỹ trao đổi quan điểm về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Vũ khí giúp Ukraine tấn công lãnh thổ Nga hiệu quả hơn cả tên lửa Storm Shadow Bây giờ là tin chi tiết. Bài phát biểu đầy cảm xúc của Tổng thống Joe Biden đã trở thành tâm điểm của ngày họp đầu tiên Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ khai mạc hôm 19 tháng 8 tại thành phố Chicago, Trung Tây nước Mỹ. Sự kiện không chỉ nhằm xác nhận ứng viên Tổng thống và cương lĩnh tranh cử, mà còn được xem là cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo của Đảng Dân Chủ. Tôi yêu các bạn, Tổng thống Biden đã mở đầu bài phát biểu bằng lời cảm ơn gửi tới tất cả người dân Mỹ trong tiếng hô vang của hàng nghìn đại biểu tham dự Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Sau đó, ông dành phần lớn thời gian để kêu gọi sự ủng hộ đối với người cấp phó của mình và cũng là ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, đồng thời điểm lại những thành tựu kinh tế, chính trị và xã hội mà chính quyền của ông đã mang lại cho nước Mỹ trong thời gian 3 năm rưỡi qua. Nhờ có các bạn, Tôi và bà Harris đã có một trong bốn năm tiến bộ phi thường nhất từ trước đến nay. Covid-19 không còn kiểm soát cuộc sống của chúng ta nữa. Chúng ta đã đi từ khủng hoảng kinh tế đến nền kinh tế mạnh nhất trên toàn thế giới. Kỷ lục 16 triệu việc làm mới, tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ kỷ lục, thị trường chứng khoán cao kỷ lục, tiền lương tăng, lạm phát giảm và vẫn đang tiếp tục giảm. Được phục vụ với tư cách là tổng thống của các bạn là vinh dự của cả cuộc đời tôi. Tôi yêu công việc này, nhưng tôi còn yêu đất nước của mình hơn. Tổng thống Biden được cho là sẽ giành được đề cử của Đảng Dân chủ tại đại hội, nhưng tháng 7 vừa qua, ông đã quyết định trao lại ngọn đuốc cho Phó tổng thống Harris. Bất ngờ xuất hiện trên sân khấu của đại hội ngay trong ngày đầu tiên, bà Harris đã ca ngợi Tổng thống Biden là một vị tổng thống phi thường. Bà Harris, người phụ nữ đầu tiên giữ chức Phó tổng thống Mỹ và cũng là người phụ nữ da màu gốc Nam Á đầu tiên tranh cử tổng thống Mỹ đã nhanh chóng thổi luồng sinh khí mới cho Đảng Dân Chủ khi nhanh chóng vượt lên trên đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận. Theo Tổng thống Biden, việc lựa chọn bà Harris là người đồng hành tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2020 là quyết định đầu tiên mà ông đưa ra sau khi trở thành người được đề cử. Và đó cũng là quyết định đúng đắn nhất trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Ông kết thúc bài phát biểu chia tay đầy cảm xúc kéo dài một giờ Bằng lời hứa sẽ trở thành tình nguyện viên tốt nhất cho chiến dịch tranh cử của bà Harris và người đồng hành Tim Waall, người được đề cử cho vị trí phó tổng thống. Cũng trong ngày hôm qua, ông Trump đã công bố một loạt chính sách kinh tế khi vận động tranh cử tại Pennsylvania, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du tới các bang chín địa trong tuần này. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa chủ yếu bám sát vào những phát biểu đã được chuẩn bị từ trước khi chỉ trích cách tiếp cận của đối thủ Harris đối với các vấn đề kinh tế và năng lượng. Bên cạnh đó, Ông cũng nhắc lại cam kết hạn chế sự tiếp cận của nước ngoài vào thị trường nội địa và 100% các mặt hàng thiết yếu đều là của Mỹ nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11 tới. Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump cho biết, đối thủ Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris không tham gia cuộc tranh luận dự kiến tổ chức trên Fox News vào đầu tháng 9. Bà Kamala Harris vừa thông báo với chúng tôi rằng bà sẽ không tham gia cuộc tranh luận trên Fox News vào ngày mùng 4 tháng 9. Cựu tổng thống Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social. Ông nói thêm, bản thân không ngạc nhiên vì rất khó để phó tổng thống Kamala Harris bảo vệ thành tích. Đến thời điểm hiện tại, ông Donald Trump vẫn chưa đấu khẩu với bà Kamala Harris, ứng cử viên chính thức của Đảng Dân chủ sau khi tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua. Hồi cuối tháng 6, cựu tổng thống Trump đối đầu với ông Joe Biden trong cuộc tranh luận dẫn đến việc ông Biden rút lui khỏi cuộc đua tổng thống. Chiến dịch tranh cử của bà Harris chưa xác nhận bà từ chối tranh luận với ông Trump vào ngày mùng 4 tháng 9, nhưng từng ám chỉ rằng bà sẽ không tham gia và chỉ ra một cuộc tranh luận khác sẽ diễn ra theo lịch trình do ABC tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 9. Ông Biden bắt đầu được cho là đối đầu với tổng thống Joe Biden vào ngày này. Tuy nhiên, sự kiện bị hủy bỏ do ông Joe Biden từ bỏ cuộc đua. Cựu tổng thống Donald Trump đề xuất tổ chức cuộc tranh luận riêng vào tháng 9 trên Fox News và NBC News. Ông Donald Trump thông báo với người đăng ký, ông sẽ tổ chức buổi telethon do Sean Hannity của Fox News dẫn chương trình, thay vì cuộc tranh luận dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 9. Đầu tháng này, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris tuyên bố họ chỉ cam kết tổ chức hai cuộc tranh luận giữa ứng viên Tổng thống và một cuộc tranh luận ứng viên Phó Tổng thống. Giả sử ông Trump thực sự xuất hiện vào ngày 10 tháng 9 để tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris, thì thống đốc Walsh sẽ gặp j Vance vào ngày 1 tháng 10. Người dân Mỹ sẽ có một cơ hội chứng kiến Phó Tổng thống cũng như ông Donald Trump xuất hiện trên sân khấu tranh luận vào tháng 10, Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của bà Harris, Michael Tyler thông báo. Trong tuần này, cả ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đều bận rộn với nhiều hoạt động tranh cử nhằm giành được sự ủng hộ của cử tri trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Theo kế hoạch, Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 8 tại thành phố Chicago, bang Illinois, nhằm chính thức xác nhận Phó Tổng thống Harris và Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, là bộ đôi liên danh tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, đồng thời phức thảo tầm nhìn của đảng này về tương lai của đất nước. Sự kiện này dự kiến có sự tham dự của các cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton, lãnh đạo phe đa số tại Thương viện Chuck Schumer Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, Hakim Jeffries. Tại buổi khai mạc đại hội tối ngày 19 tháng 8 theo giờ địa phương, bà Harris khẳng định quyết tâm đánh bại cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Harris cũng nhấn mạnh những thành tựu của tổng thống Mỹ Joe Biden trong nhiệm kỳ, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của ông Biden đối với mình. Đại hội dự kiến thông qua cương lĩnh hành động của Đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ lần này, vốn đã công bố dự thảo trước đó cương lĩnh của đảng dân chủ nhằm tạo ra sự tương phản giữa các ưu tiên của đảng này với lập trường của ông trump trong đó tập trung vào các đề xuất tăng lương tối thiểu liên bang tăng thuế xuất doanh nghiệp thúc đẩy các dự án năng lượng sạch trong thời gian diễn ra đại hội các cơ quan thực thi pháp luật của bang và liên bang sẽ hỗ trợ bảo đảm an ninh sự kiện này được cho là sẽ thu hút hàng chục nghìn người biểu tình nhằm phản đối lập trường của chính quyền tổng thống biden đối với israel trong cuộc xung đột tại giải gaza đồng thời kêu gọi thúc đẩy đạt được lệnh ngừng bắn giữa tel aviv và lực lượng hamas trong tuần này, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Donald Trump, tiến hành một cuộc vận động tranh cử tại một số bang chỉ địa. Đồng thời tìm cách điều chỉnh chiến dịch vận động để phù hợp với đối thủ là bà Harris. Tại cuộc vận động tranh cử tại Pennsylvania ngày 19 tháng 8, ông Trump công bố một loạt chính sách về kinh tế và năng lượng. Chỉ trích cách tiếp cận của bà Harris đối với các lĩnh vực này, ông Trump cam kết bãi bỏ quy định của chính quyền tổng thống Biden về hạn chế ô nhiễm nhà máy điện. Ông cũng nhắc lại cam kết hạn chế sự tiếp cận của nước ngoài vào thị trường nội địa nếu giành được chiến thắng. Phát biểu với báo chí sau cuộc vận động, ông Trump cho biết sẽ xem xét hủy bỏ khoản tín dụng thuế đối với việc mua xe điện. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ chia sẻ quan điểm về vấn đề tội phạm và an toàn trước những người ủng hộ tại bang Michigan. Tham dự cuộc vận động tại bang North Carolina, cùng liên danh tranh cử là thượng nghị sĩ Ohio JD Vance, ông Trump sẽ đề cập đến vấn đề an ninh quốc gia. Ông dự kiến đến khu vực biên giới phía Tây Nam ở Arizona để phát biểu về vấn đề nhập cư trước khi đến Arizona và Nevada vào ngày 23 tháng 8 tới. Theo các cuộc thăm dò gần đây, tỷ lệ ủng hộ giữa ông Trump và bà Harris không chênh lệch nhiều. Bà Harris được đánh giá là đã thể hiện tốt hơn Tổng thống Joe Biden ở các bang quan trọng như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Quân đội Israel cho biết họ đã thu hồi thi thể của 6 con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công do lực lượng Hamas thực hiện vào ngày 7 tháng 10 Thi thể của 6 con tin được quân đội Israel tìm thấy ở quận Khan Yunis, phía nam Gaza khi thực hiện chiến dịch chung với cơ quan an ninh nội bộ Sibet. Quân đội Israel xác định danh tính 6 con tin là Yagev Bashtab, Alexander Densi, Avram Munder, Yogram Mezer, Nadab Poliweb và Haim Perry, nhưng không nói rõ họ chết khi nào và chết như thế nào. Đầu ngày 20 tháng 8, cộng đồng người Israel cũng thông báo về cái chết của Munder với nỗi buồn sâu sắc và tiết lộ anh bị tra tấn về thể xác và tinh thần khi bị giam cầm. Thông báo của quân đội Israel đưa ra trong bối cảnh Mỹ, Ai Cập và Qatar cố gắng làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Lực lượng Hamas được cho là đang giam giữ khoảng 110 con tin bị bắt trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 chính quyền Israel ước tính khoảng 1 phần 3 trong số họ đã chết. Hôm 18 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp nhận đề xuất Bắc Cầu do Washington đưa ra để giải quyết những bất đồng cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, đồng thời kêu gọi Hamas hành động tương tự. Ông Blinken đưa ra thông tin trên với báo chí sau một ngày họp với quan chức Israel, bao gồm cuộc họp kéo dài hai tiếng rưỡi với ông Netanyahu nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho hay động thái này có lẽ là cơ hội tốt nhất và có thể là cuối cùng cho một thỏa thuận. Cuộc xung đột hiện tại ở Gaza bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi nhiều tay súng Hamas tràn qua biên giới và tấn công vào cộng đồng người Israel, sát hại khoảng 1.200 người và bắt cóc khoảng 250 con tin. Theo cơ quan y tế Gaza, chiến dịch quân sự đáp trả sau đó của Israel gây thiệt hại nặng nề cho vùng đất này, khiến ít nhất 40.000 người thiệt mạng và buộc gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa. Cuộc xung đột khiến toàn bộ khu vực Trung Đông rơi vào tình trạng căng thẳng. Kéo theo cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah của Liban do Iran hậu thuẫn, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken diễn ra ngày 20 tháng 8 tại thủ đô Cairo của Ai Cập, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã khẳng định thỏa thuận ngưng bắn ở Gaza phải đánh dấu sự khởi đầu của việc công nhận quốc tế rộng rãi hơn đối với nhà nước Palestine độc lập và việc thực thi giải pháp hai nhà nước. Tại cuộc gặp, Tổng thống el nhấn mạnh về tính cấp thiết của việc chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra của Israel tại Gaza cảnh báo về những rủi ro và hậu quả nghiêm trọng khi xung đột mở rộng ra khu vực, kêu gọi mối quan tâm của các bên liên quan đến mạng sống của con người, tiếp tục khẳng định giải pháp hai nhà nước là sự đảm bảo cơ bản cho sự ổn định trong khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Blinken đã thông báo với Tổng thống NCC về kết quả chuyến thăm Israel của ông, tái khẳng định cam kết của Mỹ trong các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông và đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Tổng thống Ai Cập và ngoại trưởng Mỹ cũng trao đổi quan điểm về kết quả của các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza diễn ra vào cuối tuần trước tại Qatar và tìm kiếm kết quả để đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán sắp tới, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Tiếp tục chuỗi giao tranh ác liệt xuyên biên giới kéo dài hơn 10 tháng qua với quân đội Israel Ngày 20 tháng 8, lực lượng Hezbollah ở Liban đã mở thêm nhiều cuộc tập kích tên lửa dữ dội vào các mục tiêu ở phía bắc Israel. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, đợt tập kích tên lửa mới nhất của Hezbollah diễn ra hồi trưa nay với khoảng 15 quả tên lửa được phóng từ miền nam Liban hướng về phía tây Galilee và khu vực cao nguyên Golan mà Israel đang kiểm soát. Một số quả tên lửa bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn số còn lại rơi vào các khu vực chống trải và không gây ra bất kỳ thương vong nào. Ít giờ trước cuộc tấn công này, nhóm vũ trang lớn nhất Liban bắn khoảng 40 quả tên lửa phóng loạt về phía tây Galilee và cao nguyên Golan, nhưng không gây ra bất kỳ thương vong nào. Theo truyền thông Israel, các cuộc tập kích tên lửa của Hezbollah là nhằm đáp trả loạt không kích do quân đội Israel tiến hành vào đêm 19 tháng 8 vào các điểm tập kết vũ khí của Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Liban trong đó có khu vực Banbek ở đông bắc Liban, cách biên giới Israel hơn 100 km. Quân đội Israel đã đáp trả các cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Hezbollah bằng nhiều cuộc không kích vào phía nam Liban, trong đó có địa điểm khởi phát các cuộc tấn công của Hezbollah ở Masuri và Tây Bề. Giao tranh qua biên giới kéo dài hơn 10 tháng qua giữa Israel và Hezbollah đã khiến gần 600 người thuộc cả hai phía thiệt mạng trở thành lần đối đầu quân sự đẫm máu và kéo dài nhất giữa hai bên kể từ khi sau cuộc chiến thảm khốc mùa hè năm 2006. Từ nhiều tháng trước, nhiều quốc gia đã khuyến cáo công dân không di chuyển đến và lập tức rời khỏi Liban cùng một số quốc gia khu vực do lo ngại bùng phát xung đột quy mô lớn giữa Israel với Hezbollah và các đồng minh. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, Thủ tướng Israel Netanyahu đã chấp nhận đề xuất mang tính bắc cầu nhằm hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Tuy nhiên, Hamas tuyên bố đề xuất mới không đáp ứng yêu cầu của họ. Israel và các nhà trung gian Mỹ, Ả Rập coi đây là cơ hội cuối cùng cho Hamas trước khi diễn ra vòng đàm phán tiếp theo ở Ai Cập vào cuối tuần này. Văn phòng Thủ tướng Israel Netanyahu xác nhận ông đã chấp nhận đề xuất bắc cầu đường mỹ hậu thuẫn và ngoại trưởng mỹ anthony blinken kêu gọi hamas có động thái tương tự tại cuộc họp báo ở tel aviv ngoại trưởng mỹ blinken nhấn mạnh bước quan trọng tiếp theo là hamas chấp nhận đề xuất bắc cầu mà thủ tướng netanyahu hiện đã chấp nhận đề xuất bắc cầu là nhằm cố gắng thu hẹp một số khoảng cách hoặc làm rõ các phần khác nhau của thỏa thuận hiện nay ngoài thách thức hamas phải đồng ý với đề xuất bắc cầu cần đảm bảo rằng có sự hiểu biết rõ ràng về cách các bên khác nhau sẽ thực hiện tốt các cam kết của họ. Tuy nhiên, Hamas đã chỉ trích dự thảo mới nhất về ngừng bắn, cáo buộc Mỹ đưa vào tất cả các yêu cầu của Israel nhưng không có yêu cầu nào từ nhóm chiến binh này. Hamas cho biết đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn được đưa ra vào ngày 2 tháng 7, nhưng cáo buộc thủ tướng Netanyahu đưa ra các điều kiện mới khiến họ không thể chấp nhận đặc biệt liên quan tới việc Israel duy trì lực lượng quân sự trong vùng lãnh thổ của Palestine. Trong số các yêu cầu của Hamas là thỏa thuận về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và Israel rút quân toàn diện khỏi giải Gaza. Nhưng những điều kiện này không được đưa vào thỏa thuận không ngừng bắn do Tổng thống Biden đề xuất lần đầu tiên vào ngày 31 tháng 5. Một điểm gây tranh cãi quan trọng giữa hai bên là việc rút quân đội Israel khỏi hành lang Philadelphia giữa Gaza và Ai Cập. Hamas đã đề xuất sửa đổi, trong khi Israel luôn yêu cầu làm rõ. Với mỗi bên cáo buộc bên kia đưa ra những yêu cầu mới mà bên kia không thể chấp nhận. Hơn nữa, Thủ tướng Netanyahu ở thế mắc kẹt vì vừa chịu áp lực dữ dội từ gia đình các con tin và phần lớn công chúng Israel để đạt được thỏa thuận đưa con tin về nhà, vừa đối mặt với đe dọa của phe cực hữu trong liên minh cầm quyền đòi lật đổ chính phủ nếu ông nhượng bộ quá nhiều các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vẫn là đề xuất bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần, yêu cầu Hamas phải thả các con tin mà họ bắt cóc hôm 7 tháng 10 năm ngoái, và Israel phải thả các tù nhân Palestine khỏi các nhà tù của Israel. Trong thời gian này, Mỹ và các đối tác sẽ đẩy mạnh cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở giải Gaza. Trong suốt thời gian ngừng bắn kéo dài 6 tuần, Mỹ Qatar và Ai Cập sẽ làm trung gian cho nhiều cuộc đàm phán hơn giữa Israel và Hamas để đi đến chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo những đề xuất ngừng bắn hiện tại có thể là cơ hội cuối cùng cho Hamas để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 10 tháng với Israel. Tuy nhiên, Hamas đã đáp trả bằng vụ đánh bom ở Tel Aviv, đồng thời cảnh báo các hoạt động như vậy sẽ tiếp tục diễn ra thường xuyên, chừng nào cuộc chiến ở Gaza còn tiếp diễn. Nhận định đàm phán vẫn rất khó khăn. Ngoại trưởng Mỹ Blinken tiếp tục tới Qatar và Ai Cập nhằm đưa thỏa thuận ngừng bắn về đích. Giới quan sát cho rằng, với việc cử Ngoại trưởng Blinken thực hiện chuyến đi thứ 9 tới khu vực kể từ biến cố ngày 7 tháng 10, mục tiêu của chính quyền Tổng thống Biden không chỉ là chấm dứt xung đột ở Gaza mà còn ngăn chặn một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn với Iran. Ngoại trưởng Mỹ lưu ý nhu cầu đưa thỏa thuận ngừng bắn cán đích lúc này là một yêu cầu cấp bách bởi giao tranh ở Gaza đã leo thang trên nhiều mặt trận. Với việc Iran và Hezbollah của Liban tuyên bố sẽ trả thù cho vụ giết hại thủ lĩnh của họ. Trước đó, Bộ đôi Ngoại trưởng Pháp và Ngoại trưởng Anh trong chuyến công du Trung Đông đã cảnh báo một chu kỳ bạo lực và chỉ cần một tính toán sai lầm, tình hình có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột sâu sắc và khó giải quyết hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục yêu cầu phương Tây cho phép tấn công các mục tiêu của Nga bằng tên lửa Storm Shadow trong chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk. Tên lửa này ban đầu được Anh gửi đến Ukraine để giúp Kiev đẩy lực lượng Nga khỏi bán đảo Crimea. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ lo ngại rằng việc triển khai các tên lửa tầm xa của Anh trên lãnh thổ Nga sẽ bị Điện Kremlin coi là hành động leo thang và từ đó thúc đẩy Nga trả đũa các đối tác của Ukraine. Bất chấp lời đề nghị của ông Zelensky, các nước phương Tây đã tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của tên lửa Storm Shadow. Lập luận rằng Ukraine đã có vũ khí cần thiết để chống lại lực lượng của Moscow trên lãnh thổ Nga. Một quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Ukraine không cần sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh bên trong lãnh thổ Nga vì Kiev đã có loại vũ khí khác hiệu quả hơn. Ukraine đã có thể tạo ra tác động thực sự bằng chương trình UAV tầm xa của riêng họ họ đã chứng minh được khả năng tấn công một số sân bay nằm ngoài tầm bắn của Storm Shadow bằng UAV tự sản xuất nội địa. Vị quan chức này cho biết, Ukraine cũng đã sử dụng UAV tự sát trong chiến dịch đột kích vào lãnh thổ Nga từ hôm 6 tháng 8. Tuần trước, ông Zelensky cho biết UAV của Ukraine đã tấn công 4 sân bay của Nga, nhưng lập luận rằng thành công của nhiệm vụ này cho thấy Kiev vẫn cần phải có tên lửa tầm xa. Có những nhiệm vụ không thể thực hiện chỉ bằng máy bay không người lái chúng tôi cần một vũ khí khác, đó là tên lửa tầm xa. Tổng thống Ukraine cảnh báo. Trong một tuyên bố ngày 19 tháng 8, ông Zelensky tuyên bố cuộc tấn công vào Kursk có thể đã không xảy ra nếu các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nếu các đối tác của chúng tôi dỡ bỏ mọi hạn chế hiện tại trong việc sử dụng vũ khí viện trợ, Chúng tôi sẽ không cần phải tiến hành một cuộc xâm nhập trực tiếp như chiến dịch đang diễn ra ở Kursk để loại bỏ khả năng tấn công của Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu ở Kiev. Về việc Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ trong cuộc tấn công vào Kursk, cả Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đều chưa chính thức xác nhận. Tuy nhiên, có sự thừa nhận rộng rãi rằng Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống vũ khí của Mỹ và NATO. Trên thực tế, một số báo cáo đã nêu bật vai trò quan trọng của hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp trong chiến dịch này. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho rằng, các lực lượng Ukraine được cho là đang sử dụng thiết bị do phương Tây cung cấp ở tỉnh Kursk, nhưng vẫn còn hạn chế về khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của Nga bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. tờ The Times, giới chức Anh đã tiếp cận các đối tác Mỹ liên quan tới yêu cầu dỡ bỏ hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công tầm xa vào Nga. Tuy nhiên, đề nghị của phía London vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Washington. Hôm 19 tháng 8, một người phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết nước này đang đối thoại với các đồng minh về cách đoàn kết trong việc ủng hộ Ukraine. Người này không đưa ra bất kỳ thay đổi nào về chính sách, nhưng cho biết Luôn có những cuộc trao đổi giữa chúng tôi. Các quan chức Anh cho rằng Mỹ đang chờ đánh giá tác động của chiến dịch đột kích vào Cusco trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. Họ đang phân tích xem cuộc tấn công của Ukraine có thể thay đổi bối cảnh chính trị và quân sự của cuộc xung đột hiện nay như thế nào và những tác động của nó đối với các chính sách của Mỹ về việc ký ép sử dụng vũ khí do Washington cung cấp. Những tranh luận về tên lửa Storm Shadow là bất đồng gần đây nhất giữa Ukraine và các đồng minh về việc nên cung cấp khí tài quân sự nào của phương Tây để hỗ trợ nỗ lực của Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga trong khi tránh mọi hành động có thể dẫn đến leo thang trực tiếp giữa Mỹ và Nga. Phía Mỹ hiện cũng chưa cho phép Ukraine triển khai tên lửa Atas MS, hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội trong các cuộc tấn công ở Kursk. Tuy nhiên, lý do được nêu ra là do số lượng có sẵn hạn chế của các loại vũ khí tầm xa này. Washington tỏ ra nghi ngờ tuyên bố của ông Zelensky rằng tên lửa do phương Tây cung cấp sẽ được sử dụng để tấn công máy bay ném bom lượn của Nga. Theo các nguồn tin của Nhà Trắng, hầu hết các sân bay được Nga sử dụng để triển khai máy bay ném bom đều cách xa tiền tuyến hơn so với tầm bắn 250 km của tên lửa Storm Shadow. theo tờ Telegraph, quan chức Mỹ cho rằng không cần phải phóng tên lửa Storm Shadow của Anh vào lãnh thổ Nga. Do UAV tự chế của Ukraine đang phát huy hiệu quả tiêu diệt các mục tiêu. Trên thực tế, Ukraine đã có thể tạo ra tác động thực sự bằng cách sử dụng UAV tầm xa nổi địa. Họ đã chứng minh khả năng tấn công một số sân bay nằm ngoài tầm bắn của Storm Shadow bằng các UAV mà Ukraine tự chế tạo, quan chức Mỹ nói trong quá trình tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8, Ukraine đã sử dụng nhiều loại UAV tự sát. Hồi tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố các UAV Ukraine đã tấn công 4 sân bay của Nga, nhưng nhấn mạnh thêm rằng thành công của nhiệm vụ này cho thấy cần có cả tên lửa. Có những thứ bạn không thể làm được chỉ bằng UAV. Thật không may, chúng tôi cần một loại vũ khí khác, đó là tên lửa, ông Zelensky nói. Hôm 19 tháng 8, ông cho rằng cuộc đột kích vào vùng Kursk có thể tránh được hoàn toàn nếu như các đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga. Nếu các đối tác của chúng tôi dỡ bỏ mọi hạn chế hiện tại đối với việc sử dụng vũ khí trên lãnh thổ Nga, chúng tôi sẽ không cần phải tiến quân vào khu vực Kursk để bảo vệ công dân Ukraine ở các khu cộng đồng biên giới và loại bỏ khả năng tấn công của Nga, ông Zelensky nhấn mạnh. Thông tin này xuất hiện sau khi Điện Kremlin cho hay Ukraine đã phá hủy cây cầu thứ ba ở Kursk hôm 19 tháng 8 nhằm phá vỡ các tuyến tiếp tế của Nga và củng cố quyền kiểm soát ở những khu vực mà Ukraine đã chiếm đóng. Theo một cựu bộ trưởng quốc phòng Anh, tên lửa Storm Shadow sẽ hỗ trợ Ukraine ở Kursk. Song, tên lửa Taurus của Đức có thể còn tạo ra các tác động lớn hơn vì chúng mang đầu đạn có thể phá hủy các cây cầu hiệu quả hơn. Mỹ, Anh và Pháp đang tranh cãi gay gắt với Tổng thống Zelensky về lệnh cấm do Anh áp đặt nhằm ngăn cản Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, ông Zelensky đã nhiều lần yêu cầu được phép tấn công các mục tiêu của Nga bằng tên lửa Storm Shadow trong quá trình tấn công vùng Kursk. Ban đầu, Storm Shadow được Anh gửi đến Ukraine để tấn công các mục tiêu của Nga ở bán đảo Crimea. Xong, giới chức Mỹ hiện quan ngại việc triển khai các tên lửa của Anh trên lãnh thổ Nga sẽ bị xem là hành động leo thang căng thẳng và khiến Moscow có động thái đáp trả các đối tác của Ukraine. Tên lửa tầm xa Storm Shadow có chiều dài 5,1m, sải cánh 3m, đường kính thân 0,48m, nặng 1,3 tấn và phạm vi hoạt động hơn 250km. Giá của một tên lửa Storm Shadow là khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.